Xin chào thầy và các bạn, em tên là Lê Ngọc Khánh Phi, lớp y học cổ truyền 45. Hôm nay em xin trình bày chủ đề gạo châu Á gây tiểu đường, cơ chế do crack hay thuốc trừ sâu diệt E. coli. Có một mối liên quan giữa việc tiêu thụ gạo trắng và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường để được quan sát giữa các nhóm phụ nữ Trung Quốc và Nhật Bản. Một trong những nghiên cứu gần đây của Đại học Harvard về căn bệnh tiểu đường dựa trên hai nguồn dữ liệu từ các bài viết của Medline và MA, kết quả cho thấy có 13.248 trường hợp trong tổng số 352.384 người tham gia mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 với thời gian theo dõi từ 4 tới 22 năm. Trong đó, dân số châu Á có mức tiêu thụ gạo trắng cao hơn nhiều so với người dân phương Tây. Mức tiêu thụ trung bình là 3-4 phần trên ngày so với 1-2 phần trên tuần. Bằng cách so sánh hàm lượng gạo trắng cao nhất với hàm lượng gạo trắng thấp nhất, ta có tỷ số tương quan liều lượng đáp ứng giữa gạo trắng và rủi ro tiểu đường của người châu Á trung bình là 1.55, trong khi đó chỉ số nguy cơ trung bình của người dân phương Tây là 1.12. Dựa vào kết quả nghiên cứu trên, các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard đã xác định được một mối đe dọa mới làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đó chính là cơm trắng và tỷ lệ người châu Á mắc tiểu đường cao hơn so với người châu Âu. Vậy nguyên nhân gây tiểu đường là do đâu? Do crack hay thuốc trừ sâu diệt E. coli? Cho đến nay, người ta chưa tìm thấy chính xác nguyên nhân gây đái tháo đường tiếp 2, mà chỉ biết bệnh xảy ra do sự phối hợp giữa nhiều yếu tố. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nghiên cứu đã phát hiện một yếu tố nguy cơ đặc biệt gây đái tháo đường là các thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là các thành phần diệt E. coli. Thuốc trừ sâu carbamate có thành phần chính là methyl isocyanate, một trong những dẫn xuất của isocyanate có nhiều công dụng trong công nghiệp. Cơ chế gây tổn thương tế bào và mô bởi isocyanate là tạo ra các loại phản ứng oxy hóa khử tương tác với một phân tử tế bào khác như protein, acid nucleic làm tổn thương DNA. Các protein tế bào tương tác với methyl isocyanate làm thay đổi tính thấm của màng tế bào, làm hỏng cấu trúc màng, dẫn đến rò rỉ các chất bên trong tế bào và kết quả là chết tế bào. Khi methyl isocyanate tiếp xúc với E. coli sẽ xâm nhập vào màng tế bào, sau đó xuyên qua màng tế bào. Một loại các phản ứng oxy hóa sẽ xảy ra làm thay đổi hình thái cũng như tăng tính trị nốt trên bề mặt tế bào vi khuẩn. Điều này sẽ làm các phân tử bề mặt tế bào vi khuẩn bị đứt gãy các liên kết hydro, làm thay đổi cấu trúc bề mặt và giải phóng vật chất ra ngoài gây chết tế bào. Khi vào cơ thể người, methyl isocyanate liên kết với glutathione và xâm nhập vào hệ tuần hoàn, ảnh hưởng đến màng tế bào hồng cầu, đồng thời di chuyển đến các cơ quan khác gây stress sinh lý cho cơ thể, tạo ra các gốc oxy hóa, làm tăng các thể nitric oxide gây tổn thương tế bào beta tuyến tụy, gây viêm tụy, gây rối loạn hoạt động của cơ vân thông qua tác dụng hủy thần kinh phó giao cảm, kích thích tiếng hụn thận, tiết ra các chất cường giao cảm adrenaline, gây tăng đường máu và làm rối loạn chức năng chuyển hóa glucose của gan. Ngoài tác dụng carbonyl hóa của methyl isocyanate trong protein não, gan, thận và phổi cũng đã được cảnh báo, khi dư lượng methyl isocyanate quá lớn sẽ gây ra các động tác chết người cấp tính và mãn tính nghiêm trọng đối với các hệ thống cơ quan khác nhau. Việc kiểm soát cũng như lòng tham của người dân đã dẫn tới việc sử dụng vô tội vạ các loại thuốc trừ sâu trong trồng trọt mà không tuân thủ bất cứ một nguyên tắc nào, dẫn đến lượng thuốc trừ sâu tồn đọng trong gạo, và gạo là nguồn lương thực chủ yếu của hầu hết các nước châu Á. Điều này làm tích tụ lâu dài các thuốc trừ sâu trong cơ thể, hậu quả làm tăng tỷ lệ đái tháo đường ở người châu Á. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.